Chào các em học sinh đã đến với khóa học ôn tập kiến thức lớp 4. Bài giảng này cô sẽ hướng dẫn các em cách nhân với số có nhiều chữ số. Phần thứ nhất, chúng ta học cách nhân với số có 2 chữ số thông qua các phép tính sau. Cô cho phép tính 24 nhân với 36. Chúng ta sẽ thực hiện phép nhân theo hàng dọc. Tương tự như là việc nhân với số có 1 chữ số. 24 nhân với 36, chúng ta viết thẳng hàng đơn vị với hàng đơn vị, hàng chục với hàng chục, sau đó thì thực hiện các phép nhân. Phép nhân đầu tiên, chúng ta sẽ lấy thừa số thứ nhất nhân với hàng đơn vị của thừa số thứ hai, cô gọi đó là tích riêng thứ nhất. Đây giống như là việc nhân một số với số có một chữ số, tức là 24 nhân 6. Chúng ta sẽ thực hiện lần lượt từ phải qua trái. 4 nhân 6 bằng 24, viết 4, nhớ 2. 2 x 6 bằng 12, ta nhớ thêm 2, nó sẽ được 14. Đây sẽ được gọi là tích riêng thứ nhất. Sau đó, chúng ta thực hiện phép nhân thừa số thứ nhất với hàng chục của số thứ hai, nghĩa là 24 x 3. Nhưng có một lưu ý, chúng ta sẽ không viết thẳng hàng đơn vị, mà sẽ viết thẳng hàng chục trước, nghĩa là 4 x 3 bằng 12, chúng ta viết 2 ở hàng chục, nhớ 1. 2 x 3 bằng 6, nhớ thêm 1 bằng 7. Đây được gọi là tích riêng thứ hai. Các em hãy nhớ, tích riêng thứ hai thì sẽ lùi về phía bên trái một hàng. Sau đó, chúng ta sẽ cộng hai tích riêng. 4 cộng 0 được 4, 4 cộng 2 được 6, 1 cộng 7 được 8. Như vậy, kết quả của phép tính này, 24 x 36 sẽ bằng 864. Phép tính thứ hai, 157 x với 35. Chúng ta sẽ thực hiện tương tự như phép nhân thứ nhất. Đầu tiên, lấy 157 nhân với 5. 7 x 5 được 35, viết 5, nhớ 3. 5 x 5 bằng 25, nhớ thêm 3 là 28, viết 8, nhớ 2. 1 x 5 bằng 5, nhớ thêm 2 là 7. Đây là tích riêng thứ nhất. Tiếp tục, lấy 157 nhân với 3 và nhớ lùi về phía bên trái một hàng. 3 x 7 bằng 21, viết 1, nhớ 2. 5 x 3 bằng 15, nhớ thêm 2, được 17, viết 7, nhớ 1. 1 x 3 bằng 3, nhớ thêm 1, được 4. Sau đó chúng ta sẽ cộng 2 tích riêng. Hạ 5, 8 cộng 1 bằng 9, 7 cộng 7 bằng 14, viết 4, nhớ 1. 4, nhớ thêm 1 là 5. Và kết quả của phép tính này là 5.495. Ở trong hai phép tính này thì hàng đầu tiên sẽ được gọi là tích riêng thứ nhất, cô đã nói rồi. Hàng thứ hai là tích riêng thứ hai, thì chú ý tích riêng thứ hai sẽ phải lùi về phía bên trái một hàng. Cô phải nhấn mạnh điều này bởi vì sẽ có rất nhiều bạn quên mà viết thẳng hàng hàng đơn vị, như thế chúng ta sẽ ra một phép nhân sai. Từ việc nhân với số có hai chữ số, chúng ta có thể suy ra được cách nhân nhẩm số có hai chữ số với 11. Phép tính như sau, 36 nhân 11. Chúng ta sẽ thực hiện phép tính. 6 x 1 được 6, 3 x 1 được 3, 1 x 6 được 6, 1 x 3 được 3. Và kết quả sẽ là 396. Từ đó ta thấy rằng hàng trăm và hàng đơn vị vẫn giữ nguyên. Hàng chục sẽ bằng tổng của hàng trăm cộng với hàng đơn vị. Từ kết quả này thì chúng ta thấy nhân một số có 2 chữ số với 11, ta được một số có 3 chữ số, trong đó hàng trăm chính là hàng chục của số này, hàng đơn vị cũng là hàng đơn vị của số này, còn hàng chục của kết quả sẽ là tổng của 2 chữ số của số mà nhân với 11. Đó là điều đặc biệt. Từ đó ta suy ra cách nhẩm 3 cộng 6 bằng 9, ta chỉ cần viết 9 vào giữa 2 chữ số 36 thì ta sẽ được kết quả. Đó chính là cách nhân nhẩm số có 2 chữ số với 11. Chúng ta sẽ thực hành bằng một phép tính 48 x 11. Đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện phép tính trước, nhân lần lượt. 48 sẽ được kết quả 48 x 11 bằng 528. Cách nhẩm của chúng ta, đầu tiên lấy 4 cộng 8 bằng 12. Chúng ta viết 2 vào giữa 2 chữ số, được 428. Sau đó nhớ thêm 1 bởi vì đây là số 12. Nhớ thêm 1 vào hàng trăm, ta được số 528. Tổng quát, chúng ta sẽ có cách nhẩm nhân một số có 2 chữ số với 11. Chúng ta cộng 2 chữ số của số đó.
sau đó viết chữ số hàng đơn vị của tổng ấy vào hàng chục của tích. Nhớ vào hàng trăm của tích. Phần thứ 3, ta học cách nhân với số có 3 chữ số. Thực ra nó cũng hoàn toàn tương tự như với việc nhân với số có 1 chữ số hay là 2 chữ số. Ở đây chúng ta sẽ có tới tích riêng thứ 3. Phép tính là 234 nhân 139. Cô sẽ thực hiện lần lượt. Đầu tiên lấy 234 nhân với 9 này. 9 nhân 4 bằng 36, viết 6 nhớ 3. 3 nhân 9 bằng 27, nhớ 3 bằng 30, viết 0 nhớ 3. 2 nhân 9 bằng 18, nhớ 3 bằng 21. Đây là tích riêng thứ nhất. Tiếp tục lấy 234 nhân với 3 là tích riêng thứ hai và ta phải lùi về phía bên trái một hàng. 4 nhân 3 được 12, viết 2 nhớ 1. 3 nhân 3 được 9, nhớ thêm 1 là 10, viết 0 nhớ 1. 2 nhân 3 bằng 6, nhớ 1 là 7. Tiếp tục chúng ta lấy 234 nhân với 1 và đây là tích riêng thứ 3. Chúng ta phải lùi về phía bên trái một hàng nữa so với tích riêng thứ 2. 4 nhân 1 được 4, 3 nhân 1 được 3, 2 nhân 1 được 2. Sau đó chúng ta cộng 3 tích riêng. Ở đây này được 6 này. 0 cộng 2 được 2, 1 cộng 4 được 5, 2 cộng 7 cộng 3 được 12, viết 2 nhớ 1, 2 nhớ thêm 1 là 3. Như vậy phép nhân này cho chúng ta kết quả là 32.526. Đó, đây là các phần tích riêng thứ nhất. Tích riêng thứ hai thì lùi về một chữ số về phía bên trái. Tích riêng thứ ba thì lại tiếp tục lùi 2 chữ số. Lùi 2 chữ số so với tích riêng thứ nhất nghĩa là lùi một chữ số so với tích riêng thứ hai nhé. Phép tính thứ hai, 523 nhân với 305. Chúng ta sẽ nhân lần lượt 3 nhân 5 bằng 15, 2 nhân 5 bằng 10 nhớ thêm 1, viết 1 nhớ 1, 5 nhân 5 bằng 25 nhớ thêm 1 là 26. Tiếp theo, hàng chục là các số 0. Hàng trăm, 3 nhân 3 được 9, 2 nhân 3 được 6, 3 nhân 5 bằng 15. Khi cộng các tích riêng, ta được kết quả của phép tính này là số 159.515. Ở đây có một điều đặc biệt, đó là ở tích riêng thứ hai đều là các số 0. Từ sự đặc biệt đó, chúng ta có thể rút gọn, chúng ta không cần phải thực hiện phép nhân của tích riêng thứ hai mà lấy trực tiếp tích riêng thứ nhất cộng với tích riêng thứ ba. Nghĩa là ở đây, khi mà có một chữ số 0 tương ứng với tích riêng thứ mấy thì chúng ta không cần phải tính cái tích đó. Cô sẽ lấy 523 nhân với 5, sau đó lùi về phía bên trái 2 chữ số, tức là lấy 523 nhân 3 thì được tích riêng thứ 3 luôn, sau đó thì cộng 2 tích này lại với nhau. Đó là một cách nhân nhanh. Đấy, chúng ta sẽ lùi về phía bên trái 2 cột. Tiếp theo, chúng ta sẽ nhắc tới phép nhân với số có tận cùng là 0. Ví dụ, 1234 nhân với 350. Chúng ta sẽ thực hiện phép tính. Tích riêng thứ nhất đều là các số 0. Tiếp theo, tích riêng thứ hai, tích riêng thứ ba cộng các tích riêng lại. Chúng ta được kết quả là số 431.900. Ở đây lại thấy tích riêng thứ nhất toàn là các số 0. Như vậy chúng ta có thể rút gọn nó. Nghĩa là chúng ta sẽ lấy số 0 ở ngay hàng đầu tiên, sau đó thực hiện phép nhân 1234 nhân với 5. Tiếp theo là 1234 nhân với 3, chúng ta sẽ lùi lại về phía bên trái 2 cột. Thì khi đó chúng ta vẫn được kết quả giống như là phép tính bên này. Đó là cách tính nhanh về số. Chúng ta sẽ áp dụng để tính 1234 nhân với 300. Ở đây có 2 số 0 thì chúng ta cũng viết 2 số 0 ở tích, sau đó thực hiện luôn 1234 nhân với 3, nó sẽ được kết quả là 4.702. Tóm lại, tích của phép nhân này sẽ là 470.200. Ví dụ 3 cũng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ viết 2 số 0 ở tích, sau đó thực hiện phép nhân để có tích riêng thứ nhất. Tiếp theo, tích riêng thứ hai chúng ta phải lùi vào 3 chữ số, sau đó cộng 2 tích riêng. Đó. Tức là khi mà số của chúng ta có bao nhiêu số 0 thì chúng ta có thể viết ngay từng ấy số 0 vào tích riêng thứ nhất, sau đó tiếp tục thực hiện các phép nhân với các chữ số còn lại.
Áp dụng các phần lý thuyết mà cô vừa nói, các em hãy làm các bài tập sau. Bài tập thứ nhất, tính bằng cách thuận tiện. 142 x 12 cộng với 142 x 18. Ở đây chúng ta thấy áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân, chúng ta sẽ có 142 bỏ ra ngoài, bên trong còn 12 cộng 18 bằng 142 x 30 và kết quả 4260. Thực tế chúng ta chỉ cần nhân 142 với 3, sau đó viết thêm một chữ số 0 về phía bên phải. Đó cũng là cách tính nhanh đối với các số có tận cùng là 0. Câu B, tương tự như vậy, ta lấy 769 nhân với 85 trừ đi 75 bằng 769 nhân 10, chúng ta chỉ việc viết thêm một chữ số 0 về phía bên phải. Câu C, 4 nhân 25 bằng 100, 100 nhân 18, chúng ta viết thêm hai chữ số 0 về phía bên phải. Như vậy để tính nhanh thì chúng ta sẽ cố gắng đưa các phép nhân về phép nhân với các số có tận cùng là các chữ số 0. Bài 2, tim người khỏe mạnh bình thường mỗi phút đập 75 lần, hãy tính số lần đập của tim người đó trong 24 giờ. Bước thứ nhất, chúng ta phải đổi 24 giờ sang phút, nó sẽ tương ứng với 1440 phút. Như vậy, số lần đập của tim người đó trong 24 giờ là 75 nhân với 1440 bằng 108.000 lần. Khá là nhiều đúng không? Cách thứ hai, chúng ta đổi 1 giờ bằng 60 phút. Như vậy, trong 1 giờ, tim người đó sẽ đập 4500 lần. Vậy thì, số lần đập của tim người đó trong 24 giờ sẽ là 24 nhân với 4500 bằng 108.000 lần. Từ đấy, các em sẽ thấy là trong một ngày, tim của chúng ta đã hoạt động rất là nhiều. Câu thứ 3, trung bình mỗi con gà mái đẻ ăn hết 104 gram thức ăn trong một ngày. Hỏi trại chăn nuôi cần bao nhiêu kg thức ăn cho 375 con gà mái để ăn trong 10 ngày. Chúng ta sẽ có hai cách cho bài toán này. Cách thứ nhất, một con gà mái 10 ngày sẽ ăn hết số gram thức ăn là 104 x 10 bằng 1040 gram. Như vậy, số gram thức ăn mà 375 con gà mái cần trong 10 ngày là 1040 x với 375. Nó sẽ tương ứng với 390.000 gram. Ta đổi sang kg là 390. Cách thứ hai, chúng ta sẽ tính trong một ngày 375 con gà sẽ ăn hết số gram thức ăn là 375 nhân với 104 bằng 39.000 gram. Như vậy trong 10 ngày 375 con gà sẽ ăn hết số gram là 39.000 nhân 10 bằng 390.000. Ta cũng đổi sang kg là 390. Bài tập thứ tư, hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Vòi thứ nhất mỗi phút chảy được 25 lít nước. Vòi thứ hai mỗi phút chảy được 15 lít nước. Hỏi sau 1 giờ 15 phút cả hai vòi đó chảy thì vào bể sẽ được bao nhiêu lít nước? Bước thứ nhất, ta phải đổi 1 giờ 15 phút sang thành 75 phút. 1 giờ 15 phút thì vòi thứ nhất sẽ chảy được là 75 x 25 bằng 1875 lít. Vòi thứ hai cũng trong 1 giờ 15 phút, nó chảy được 1125 lít. Như vậy, nếu như cả hai vòi chảy thì nó sẽ được 3000 lít. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, trong 1 phút thì cả hai vòi sẽ chảy được 40 lít nước. Như vậy, 1 giờ 15 phút, cả hai vòi sẽ chảy được số lít nước là 75 x 40 bằng 3000 lít. Và đó cũng chính là đáp số. Ta thấy ngay cách thứ hai sẽ nhanh hơn. Bài thứ 5, một nhà trường dự định lắp bóng điện cho 32 phòng học, mỗi phòng có 8 bóng. Nếu mỗi bóng điện giá là 3.500 đồng, thì nhà trường đó phải trả bao nhiêu tiền để có thể mua đủ bóng điện cho các lớp học? Chúng ta sẽ làm bài này. Tổng số bóng đèn lắp cho các phòng học là 32 x 8 bằng 256 bóng. Như vậy, số tiền phải trả là 256 nhân với 3.500 bằng 896.000 đồng. Và đó chính là đáp số. Bài tập cuối cùng. Một cửa hàng bán 13kg đường loại 5.200 đồng 1kg và 18kg đường loại 5.500 đồng 1kg. Hỏi khi bán hết cả hai loại đường trên thì cửa hàng sẽ có bao nhiêu tiền? Chúng ta sẽ làm bài toán này.
Số kg đường loại 5.200 đồng 1 kg sẽ bán được số tiền là 5.200 x 13 bằng 67.600 đồng. Tương tự như thế, số kg đường loại 5.500 đồng 1 kg sẽ bán được số tiền là 5.500 x 18 bằng 99.000 đồng. Như vậy, cả hai loại đường sẽ có thể bán được là 67.600 cộng với 99.000 bằng 166.600 đồng. Đó cũng chính là đáp số. Bài giảng ngày hôm nay thì cô đã hướng dẫn các em cách nhân với số có 2 chữ số, số có 3 chữ số. Từ đó các em có thể mở rộng ra việc nhân với số có 4 chữ số, 5 chữ số, v.v. Sau khi xem xong bài giảng, các em hãy làm các bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận để có thể củng cố thêm được kiến thức. Bài giảng tới đây là kết thúc. Các em hãy nhấn nút theo dõi trên YouTube để có thể nhận được những thông tin sớm nhất liên quan tới bài giảng tiếp theo. Hẹn gặp lại các em!